Tổng thống Iran tiếp tục cảnh báo Israel về đòn trả đũa tiếp theo. Ngày 17 tháng 4, tổng thống Iran Raisi cảnh báo Israel về hoạt động trả đũa tiếp theo tại một buổi lễ ở Tehran nhân dịp ngày quân đội quốc gia. Tổng thống Iran Raisi cho biết hoạt động trả đũa của Iran chống lại Israel trước đó được gọi là chiến dịch Trupromi là có giới hạn và mang tính trừng phạt tổng thống ebrahim raisi nói rằng hoạt động trả đũa của iran đối với israel không chỉ gây ra thất bại quân sự mà còn là bước thụt lùi chiến lược đối với tel aviv theo ông raisi nó cũng ngăn cản một số quốc gia ả rập trong khu vực tìm cách bình thường hóa quan hệ ngoại giao với israel tổng thống iran tiếp tục chỉ ra sự ủng hộ toàn cầu ngày càng tăng đối với palestine cũng như sự phẫn nộ âm ỉ đối với mỹ và israel Ông nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Palestine và mặt trận kháng chiến giờ đây đã trở thành biểu tượng của tất cả các quốc gia và tôn giáo. Ông Raisi cho biết chiến dịch này đã phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân đội Israel và chứng minh quyền lực của Tel Aviv giống như mạng nhện. Chiến dịch True Promi là một biện pháp có giới hạn và không phải là một biện pháp toàn diện. Nếu chúng tôi thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ hơn thì Israel sẽ không còn thứ gì, ông nói. Tổng thống Iran cho rằng quân đội nước nhà là một lực lượng có kỹ năng và được huấn luyện tốt. Bí quyết quân sự của đất nước được cập nhật và kỹ năng như vậy đã tạo nên sự khác biệt cho quân đội Iran. Ông nhấn mạnh Iran đã đạt được sự độc lập về kỹ thuật, công nghiệp, quân sự và bản địa nhờ nỗ lực của các chuyên gia trẻ trong lực lượng vũ trang. Ông lưu ý thêm khả năng quân sự của Iran gồm sản xuất máy bay chiến đấu, tàu, xe tăng và hệ thống thông minh đã giúp quốc gia này trở thành một lực lượng đáng gờm cả trong khu vực và toàn cầu. Ngày 1 tháng 4, Israel tấn công vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria khiến hai tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và năm sĩ quan đi cùng họ thiệt mạng. Sau cuộc tấn công, Iran đã đáp trả Israel bằng cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa ngày 13 tháng 4.